Chương 319 Hạ Nhất Côn. Sau một lén nhang, Bạch Quốc Kỵ trực tiếp đem mình mạch lạc bên trong ẩn chứa mịt mờ khí tức nguyên lực chém ra. Không đợi cái này một tia nguyên lực tiêu tán, thanh cầm chi tâm liền bạo dạt mà ra, bên xung quanh một vùng không gian toàn bộ đốt cháy một lần. Bạch Quốc Kỵ sắc mặt có vẻ tái nhợt, chém tới nguyên lực của mình tương đương chém tới nguyên khí, đối với tự thân nhất định tổn thương. Bất quá trong lòng hắn cực độ vui vẻ, dễ dàng một đoạn, cũng là cảm giác mình đại lão rõ ràng không ít, nhìn sự tình cũng minh bạch hơn nhiều. Trước đó hắn tại tinh không điện làm ra cái quyết định có chút hồ đồ, cũng may độc hành hồng kết giúp hắn hoàn thiện kế hoạch, đồng thời thành công rời đi tinh không điện. Phi thuyền vẫn còn tiếp tục phi hành, mà Quốc Kỵ lấy ra Yến Dương Đông chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này vô luận hắn có cầm hay không đều là đắc tội Yến gia, mà Quốc Kỵ mới là không ngốc đến không cầm chiếc nhẫn này. Yến Dương Đông không cần cũng phải là loại phổ thông chân hồ cảnh tầng thứ 9. Không nói hắn là Yến gia đệ tử, chỉ bằng mượn hắn một cái kia tay phân liệt kích ảnh đã làm cho người ta muốn đi thăm dò một chút ra hỏa này chiếc nhẫn. Yến Dương Đông chiếc nhẫn cấm chế rất dễ dàng liền bị Mạc Quốc Kỵ phá vỡ. Từng đống đồ vật xuất hiện tại Mạc Quốc Kỵ trước mắt, Mạc Quốc Kỵ trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Có thể nói Yến Dương Đông tài phú so với bình thường chân thần cảnh mạnh hơn nhiều. Không nói như vậy, một chồng linh thạch xem như là đan dược kém nhất cũng là tam phẩm linh đan, đại đa số linh đan tứ phẩm trở lên. Còn những cái loại linh thảo vật luyện luyện khí, Mạc Quốc Kỵ trực tiếp lướt qua, ánh mắt rơi vào mấy cái công pháp quyển cùng với 4 cái hộp ngọc bên trên. Nói như vậy, những cái hộp ngọc chứa mới là tốt nhất đồ vật. Mạc Quốc Kỵ đầu tiên tra xét mấy cái công pháp, rất nhanh thất vọng. Những công pháp này đẳng cấp không thấp, đều là không phải huyền cấp chân phẩm, chính là địa cấp trở lên. Có thể để đây đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói cũng không có lợi ích. Hắn muốn cái kia phân liệt kích ảnh cũng không có tìm tới. Cũng may là hắn có chút an ủi. Yến Dương Đông trong giới chỉ đồng dạng có một cái chiếc phi thuyền, mà phi thuyền đẳng cấp không so với hắn ngồi hình tròn hiện tại kém hơn. Mạc Quốc Kỵ chỉ có thể mở ra cái thứ nhất hộp ngọc, còn hai cái thiên phẩm linh thạch lặng lặng trong hộp ngọc. Mạc Quốc Kỵ tùy tinh thần chống động, tức này hắn thích nhất thiên phẩm linh thạch, mỗi một mai đều là phi thường giá trị. Phi thường thiên phẩm linh thạch không chỉ có riêng dùng về mặt tu luyện thuật. Cẩn thận đem hai cái thiên phẩm linh thạch chiếm làm của riêng, Mạc Quốc Kỵ cỡ mở tiếp cái thứ hai hộp ngọc. Trong hộp có một viên quen thuộc bán nguyệt thi. Mạc Quốc Kỵ lập tức lấy cái mai bán nguyệt thi. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Yến Dương Đông cùng Cảnh Đan Vũ cùng một chỗ. Hắn còn tưởng rằng Cảnh Đan Vũ có bản lãnh câu được con rể Kim Quy, hiện tại xem ra Yến Dương Đông chính vì bán nguyệt thi mà tới. Cảnh Đan Vũ cái này ngu ngốc lữ nhân, một cước đá văng dùng mệnh của làng bằng khởi người thích, leo tới một cái chỉ coi làng là một công cụ Yến Dương Đông. Mạc Quốc Kỵ đột nhiên cảm giác hắn không có tư cách đi nói Cảnh Đan Vũ ngớ ngẩn. Nếu nói Cảnh Đan Vũ ngớ ngẩn, hắn đồng dạng là một kẻ ngu ngốc. Năm đó trên địa cầu, hắn cũng đồng dạng là tránh đi ưa thích cái hắn hạ nhược nhân đối nghịch lữ nhân sao. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu đem những ý niệm này vứt sang một bên. Hiện tại còn không biết trong tay hắn bán nguyệt thi có hay không bằng khởi ngà. Dù sao lưu cho bằng khởi liền tốt, hắn lập tức mở ngọc hộp thứ ba. Để cho Mạc Quốc Kỵ ngây người, chính là hộp thứ ba cũng là một phiên bán nguyệt thi. Xem ra Cảnh gia bán nguyệt thi cùng bảng khởi bán nguyệt thi đều ở nơi đây. Cái này hai cái bán nguyệt thi xem xét không phải hàng giả, mà Quốc Kỵ thần niệm căn bản không cách nào dò xét bất luận cái gì huyền bí. Đem hai cái bán nguyệt thi đặt chung một chỗ, quả nhiên tạo thành một khối trăng tròn. Bất quá Mạc Kỵ luôn cảm thấy trăng tròn này không có chút hoàn chỉnh, cụ thể ở nơi nào hắn hoàn toàn không nói được. Đi theo Mạc Kỵ trực tiếp mở cái hộp thứ tư, lại quen thuộc một cái trăng tròn xuất hiện tại Mạc Kỵ trước mặt. Cái này Mạc Quốc Kỵ nhanh chóng đem trước kia hai cái bán nguyệt một lần nữa dung hợp. Trăng tròn này không phải hai cái bán nguyệt thi tạo thành đồ vật sao? Rất nhanh Mạc Quốc Kỵ xác định được trăng tròn này là hai cái bán nguyệt thi dung hợp cùng nhau hình thành, mà lại phi thường ăn khớp, không có lửa phần không ổn cùng đột ngột. Nếu như mà nói trước kia hai cái bán nguyệt thi hợp lại cùng nhau có chút không hoàn chỉnh, vậy cái này hai mai tròn chính là hoàn chỉnh đến cơ hồ hoàn mỹ. Thưởng thức hồi lâu, Mạc Quốc Kỵ mới đưa vật phẩm thu hồi. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao tầm tinh thương hội kiện thứ nhất muốn tranh đồ vật là cái bản kiến thức ghi chép.
Bởi vì cái kia kiến thức ghi chép bên trong có bán Nguyệt Tuyên Cung cùng bán Nguyệt Thi quan hệ. Vật này lấy ra đấu giá tuyệt đối không phải tình cờ, khẳng định Yến gia muốn xác định bán Nguyệt Thi có hay không bị án đạt được. Nói cách khác, bán Nguyệt Thi đối với Yến gia rất quan trọng. Rất có thể, cái này bán Nguyệt Thi cùng với bán Nguyệt Tiên Cung có liên hệ với nhau. Cũng may hắn không có mở ra trước Yến Dương Đông chiếc nhẫn, bằng không mà nói, đối mặt với bản kiến thức ghi chép, hắn thật đúng là không muốn từ bỏ. Yến gia dù sao cũng là Tinh Đế Sơn, một trong tam đại gia tộc, coi trọng như thế bán Nguyệt Thi, vậy nói rõ trong tay bán Nguyệt Thi không đơn giản. Càng không đơn giản, Học Quốc Kỵ liền rõ ràng càng không muốn đem đồ vật lưu cho Yến gia. Bán Nguyệt Cung, sự tình trước để ở một bên, mình nhược điểm tại không có côn kỹ, hiện giờ thật vất vả đạt được một bản côn kỹ, cũng nên xem trước một chút hãy nói. Mà có kỵ mua được côn kỹ cũng không phải là cái gì truyền thừa thủy tinh cầu, mà là một bản cổ xưa danh sách. Đủ sách bị cấm chế bên phong bế, chỉ có thấy được bốn chữ Phạm Thiên Côn Ảnh. Cẩn thận phá vỡ đủ sách bên trên cấm chế, mà có kỵ lập ra đủ sách, lập tức hắn bị dạy ra. Thế này sao lại là thiên cấp pháp kỹ? Cái này căn bản là một hố người hoạt động. Dù sao cũng mua sắm một cái thiên cấp pháp kỹ, thế nhưng phía trên chỉ có một chiêu, mà một chiêu này vẹn vẹn cũng chỉ có một cái tên. Một chiêu này cụ thể thủ đoạn vục cùng xuất thủ phương thức toàn bộ chưa hề nói, trừ danh tự bên ngoài, chỉ riêng phần mình nguyên lực vận hành tu luyện pháp quyết. Nói cách khác, đây là một môn tương đối cấp thấp nguyên lực vận hành tiểu khiếu môn, dạy cho người dùng thế nào dùng nguyên lực. Danh tự càng là cùng tên Phạm Thiên không có lửa phần quan hệ, kêu là Hạ Nhất Côn. 135 vạn điểm cống hiến, thế mà mua một cái đồ vật như vậy trở về. Và Quốc Kỵ rất là im lặng. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không thể trở về gây sự với Tầm Tinh Thương Lâu. Thứ này không tồn tại làm bộ vấn đề. Bằng vào cái đồ sách này bên trên tàng thương phong cách cổ xưa, tuế nguyệt khí tức, liền biết thứ này trải qua vô số thời đại. Nếu là 10 vạn phía dưới điểm cống hiến mua sắm thứ này tới, mà có kỵ hoặc là sinh khí ném qua một bên, nhưng 135 vạn điểm cống hiến để cho hắn vứt bỏ, hắn thật không nỡ. Mà có kỵ kiên trì một hồi, vẹn vẹn thời gian nửa nén hương, hắn liền bị hấp dẫn tiến vào. Đây không phải là cái gì vận lực tiểu khiếu môn, đây là cấp cao nhất hành côn thủ quyết, hoặc nói đến cấp cao nhất là nguyên lực sử dụng thủ đoạn. Thật giống như là hắn đấu chuyển tinh di chuyển tự quyết tầng thứ tư toàn càn thiên chuyển khôn, có thể trong nháy mắt chuyển đổi lực lượng. Bình thường môn côn kỹ này vận dụng có thể thông qua các loại thủ đoạn, từ không thể tưởng tượng một góc hành côn. Nói cách khác, rõ ràng đối phương trông thấy người một côn này vào đầu đánh xuống, nhưng cái côn này trước mắt thời điểm người mới phát hiện đầu đánh xuống tới côn không tồn tại, hoặc nói đây là côn ảnh chân chính côn đã được người tưởng tượng không đến góc độ đánh trúng. Hạ Nhất Côn nguyên lai là ý này, đó chính là thứ người vĩnh viễn không biết ta Hạ Nhất Côn từ chỗ nào đánh tới, người mãi mãi cũng tại đề phòng ta Hạ Nhất Côn. Khó trách không có thủ đoạn cùng phương thức, bởi vì Hạ Nhất Côn ngay cả dùng côn người chính mình cũng không biết sẽ từ chỗ nào ra tay. Mà có kỵ trong lòng cuồng loạn, tại thời khắc này Phạm Thiên Côn Ảnh địa vị trong lòng hắn thậm chí vượt xa đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di tuy là một môn thông thông, lại là tàn phá không hoàn toàn, mà Phạm Thiên Côn Ảnh đầy đủ Hạ Nhất Côn loại này côn kỹ, mà có kỵ càng ưa thích. Hắn không thích từng bước một pháp kỹ dạng này, pháp kỹ có dấu vết để lần theo, mà Hạ Nhất Côn căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Chỉ cần hắn có thể đem căn bản pháp kỹ trung hành côn pháp quyết cùng với nguyên lực vận hành phương thức thăm dò rõ ràng, hắn chính là Hạ Nhất Côn trưởng khống giả. Còn cái này pháp kỹ tốn thời gian đi tu luyện đi. Cùng một thời gian, Tinh Đế Sơn Tinh Chủ Điện bên trong, một vị nam tử trung niên ngồi chính giữa nhắm mắt trầm tư. Tại hắn phía dưới tay đứng là một cái lão giả, tên nam tử này chính là Tinh Đế Sơn Tinh Chủ Trì Đồng. Cứ việc Tinh Đế Sơn thế lực đông đảo, phép phái san sát, nhưng làm Tinh Chủ Trì Đồng vẫn chưa có người nào dám đối mặt với hắn bất kính. Qua một hồi lâu, Trì Đồng mới mở mắt nói, người nói Yến gia gia chủ Yến Tệ Nhân cùng Tinh Vân Điện Điện Chủ Yến Bình Chỉ đều đến Tinh Không Điện. Vâng, Tinh Chủ, lão giả gập đầu đáp. Ngươi cho rằng Yến Tệ Nhân cùng Yến Bình Chi chỉ vì một cái gia tộc đệ tử xuất hiện trước mặt bao người sao? Trì Đồng bình tĩnh hỏi. Lão giả khom người sau đó đáp,
Lão Lô coi là quyết không có khả năng, cho nên Lão Lô mới thăm dò qua. Yến Dương Đông lấy được truyền thừa từ Tam Bình Đạo Nhân. Tam Bình Đạo Nhân nguyên bản còn lộ ra bình tĩnh, chỉ đồng đột nhiên đứng lên, lặp lại một câu về sau mới là tỉnh hồn lại từ từ ngồi xuống. Lão giả đáp, không sai, chính là 1600 năm trước thu hoạch được một viên bán nguyệt thi, sau đó mất tích Tam Bình Đạo Nhân. Nhưng mà Yến Dương Đông thi triển phân liệt kích ảnh cùng với Tam Bình Đạo Nhân không hề quan hệ, việc này hay là Yến gia nội bộ tuôn ra tới. Tại Yến Dương Đông vẫn lạc về sau, người của Yến gia kiểm tra Yến Dương Đông động phủ, thế mới biết hắn thu được Tam Bình Đạo Nhân truyền thừa. Cái kia chính là nói trên người hắn có một viên bán nguyệt thi rồi. Chỉ đồng trong mắt lội lên làm màng. Lão giả lắc đầu, chỉ sợ không ngừng. Tại Yến Dương Đông bị giết về sau, điều tra về cảnh gia mới biết được trên người hắn chỉ ít có 3 cái bán nguyệt thi. Ngoại trừ Tam Bình Đạo Nhân, bán nguyệt thi bên ngoài còn có cảnh gia một viên, một khác cảnh gia từ một tên tán tu trong tay cướp được một viên. Nói cách khác, Yến Dương Đông bị giết về sau, cái này 3 cái bán nguyệt thi đều tại cái kia mới đạp vào tinh không bạc Mạc Quốc Kỵ trên thân. Chỉ đồng lúc nói chuyện lông mày có chút khóa chặt. Đúng là thế, giờ phút này chẳng những Yến gia biết chuyện, chính là Hạ gia, Mưu gia, còn có đông đảo tông môn cùng Tinh Đế Sơn thập điện đều cơ bản biết chuyện này. Lão giả nói đến câu này thở dài, cho nên giờ phút này hết thảy mọi người cùng thế lực đều truy lã Mạc Quốc Kỵ. Lấy cớ chính là Mạc Quốc Kỵ lừa Hạ gia 50 vạn điểm cống hiến, vi phạm tinh không điện thủ tín quy tắc. Thậm chí chỉ cần biết được Mạc Quốc Kỵ tung tích chính là 100 vạn điểm cống hiến bang thường. Chương 320, khó lòng phòng bị huyết khí kiếm. Ai, một đám người dối trá. Chỉ đồng thở dài, ánh mắt nhìn về phía đại điện có vẻ hơi cô đơn. Lão giả hơi khom người, tinh chủ, vậy chúng ta thế nào? Chỉ đồng không trả lời. Lão giả này trầm mặc một hồi, lúc này mới thu hồi ánh mắt nói, ta cũng là người dối trá, đi thôi. Tuyên bố Tinh Đế Sơn lệnh truy lã. Đúng, lão giả này lên tiếng lui xuống. Chờ một chút. Tại cái lão giả này sắp thối lui đến cửa vào thời điểm, Chỉ đồng bỗng nhiên lần nữa gọi lão giả, không cần lấy Tinh Đế Sơn danh nghĩa ban bố, lấy điện thứ 9 quan tinh điện danh nghĩa tuyên bố đi. Mặt khác, phát ra hiện Mạc Quốc Kỵ, vô luận có hay không đạt được bán nguyệt thi, cần phải bảo vệ tính mệnh của hắn. Người này có thể tại chân hồ cảnh bước tới tinh không bạc, là ta chân mạch đại lục nhân tài. Chỉ đồng chậm rãi nói ra, vâng tinh chủ. Lão giả không có bất kỳ cái gì hỏi tham đáp. Hừ, một đám dối trá không biết xấu hổ ra hỏa. Bến tàu tinh không từ lâu một căn phòng bên trong, ngay cả đàng hoàng dung hà đều là khí thế vỗ bàn. Giờ phút này chẳng những là ngay cả Bằng Khởi mấy người, ngay cả Sở Thiên Âu cũng ở đây. Bằng Khởi thở dài, ta cũng không nghĩ tới bán nguyệt thi lại có thể mở ra bán nguyệt tiên cung, một cái cánh cửa bảo vật, lần này đem Mạc Quốc Kỵ cuốn vào thực sự là... Ai? Sở Thiên Âu nói ra, cái này không trách ngươi, chỉ sợ Vô Kỵ đến bây giờ không biết hắn lấy được bán nguyệt thi tác dụng, thậm chí không biết hắn bị nhiều như vậy thế lực truy nã. Cho nên, việc cấp bách nhất là tranh thủ thời gian nói cho hắn biết chuyện này. Bằng Khởi mấy người đều là trầm mặc xuống, nếu như không phải Yến gia muốn một mình ăn bán nguyệt thi cùng bán nguyệt tiên cung sự tình, bọn hắn đồng dạng không có tư cách biết. Bán nguyệt thi tại Bằng gia không biết bao nhiêu năm, hôm nay hắn cũng mới biết chìa khóa này tác dụng. Nếu không chúng ta đi tinh không tìm kiếm Mạc huynh, Hùng Hưng đang nói. Sở Thiên Âu lắc đầu, chúng ta không thể động đậy được. Đừng nhìn hiện tại không có người tìm chúng ta, một khi chúng ta đi tinh không, lập tức sẽ có người nhìn chằm chằm. Chúng ta tìm Mạc Quốc Kỵ vậy là tương đương với giúp người khác bận bịu. Chúng ta tìm không thấy hắn, vậy chúng ta có thể chết không toàn thây. Nói xong, Sở Tiên Âu dừng một chút, lại nói ra, chúng ta bây giờ gia nhập Bắc Tinh Quân. Thế nhưng Mưu gia là một dạng tìm Mạc huynh. Bằng Khởi nhíu mày nói. Sở Tiên Âu tỉnh táo nói, nếu như bọn hắn không tìm Mạc Quốc Kỵ, đó mới là quái sự. Bắc Tinh Quân cũng không hoàn toàn là Mưu gia, chỉ có Tinh Ngân Quân mới là Mưu gia khống chế địa phương. Chúng ta tại Bắc Tinh Quân mới có thể tiếp tục sống sót, bằng không mà nói chỉ sợ chúng ta tuyệt không biết chuyện này sớm muộn cũng lan gần người chúng ta. Khoảng cách bến tàu tinh không khá xa, một cái nhà nhỏ nhà nghỉ bên trong, Yên Nhi cũng có chút ngồi không yên. Tố Đình Tỷ, người nói ta có lên hay không đi đem chuyện này nói với Mạc Quốc Kỵ. Yên Nhi rốt cuộc nghĩ ra một cái đơn giản biện pháp. Bắc Tố Đình lắc đầu, đừng đi làm cái chuyện tình thơ ngây này.
không nói người có hay không tìm tới hắn, liền xem như tìm được hắn cũng là uổng công. Ta sắp đột phá chân thần tầng 9, ta dự định tìm kiếm địa phương bế quan trùng kích nhân tiên. Thời gian này người cũng nắm chặt thời gian tu luyện, chờ ta xông vào nhân tiên cảnh, chúng ta mới có một điểm cơ hội nói chuyện. Tố Đình sư tỷ nói không sai, không có thực lực liền không có tư cách. Ta cùng Câu Tử Hàn cũng đã quyết định tiến vào tinh không chiến trường, chỉ có tiến vào tinh không chiến trường chúng ta mới càng thêm nhanh chóng tiến bộ. Phong Lạc tiếng thanh âm tại cửa vào truyền tới, Câu Tử Hàn liền đứng ở sau lưng hắn, hai người đều chờ đợi nhìn Bắc Tố Đình. Bắc Tố Đình trên danh nghĩa là sư tỷ bọn hắn, trên thực tế là Vấn Thiên Học Cung đệ nhất viện trưởng. Bọn hắn tu vị không tính là cao, cứ như vậy đi tinh không chiến trường nhất định phải đạt được bọn Bắc Tố Đình tán thành. Bắc Tố Đình đứng lên nhẹ gật đầu, ta đồng ý. Từ hôm nay trở đi mọi người cố gắng tăng lên tu vị của mình, vô luận là vì chúng ta hay là vì tương lai Thất Lạc Đại Lục đều phải nhất định. Ban sơ thời điểm mà có kỵ nhớ rõ, đi khống chế một chút phi thuyền phương hướng. Hơn nửa tháng về sau mà quỷ hoàn toàn chìm đắm vào Phạm Thiên Côn Ảnh bên trong. Từ ban sơ cho là mình bị lừa, càng về sau càng mừng rỡ, lại đến triệt để đắm chìm. Mà Khô Kỵ chỉ dùng thời gian nửa tháng, giờ phút này Phạm Thiên Côn Ảnh trong mắt hắn chẳng những không phải cái gì vận lực tiêu khiển môn, một dạng không phải một loại nguyên lực cách sử dụng, mà là một môn Bắc Đại Tinh Thâm Hành Công Lý Niệm. Môn này lý niệm chẳng những nói cho hắn biết thế nào vận chuyển nguyên lực, càng làm cho hắn như thế nào đem nguyên lực cùng pháp kỹ dung hợp cùng nhau. Trước đó hắn thật giống như là một cái nhà giàu mới nổi được rộng rãi thức hải. Tại thức hải bên trong có được tử khí nguyên lực cơ hồ lớn, lại đánh nhau thời điểm chỉ biết toàn lực oanh ra. Mà bây giờ hắn lại biết uy lực chân chính không phải là một côn oanh ra mạnh bao nhiêu, mà hắn một côn này đánh vào trên người đối thủ mạnh bao nhiêu. Nếu như nói chính hắn là một mình sáng tạo nghịch chuyển bất hủ phàm nhân quyết là kiếm tiền thủ đoạn, cái kia Phạm Thiên Côn Ảnh chính là dạy hắn thế nào chính xác tiêu tiền phương pháp. Lại là một tháng trôi ra qua, ngày này Mặc Kệ bỗng nhiên đứng lên, hắn đưa tay thu hồi phi thuyền, vừa sải bước tiến trong tinh không, trong thiên cơ côn cũng quét qua. Oanh, nguyên lực cuồng bạo ở trước mắt tinh không tàn phá bừa bãi, vô cùng vô tận côn ảnh trong mạnh tinh không tràn ngập. Nhưng là Máu Kỵ nhìn thấy chằm chằm côn ảnh phía sau một chỗ không gian, tại cái côn ảnh tràn ngập đằng sau có một đạo liệt nguyên lực đột ngột bùng nổ. Cái này đột ngột bắn lộ nguyên lực chính là côn ảnh phía sau cái kia không chút nào muốn là một chỗ không gian lộ ra. Và có kệ trong tay thiên cơ côn dùng sức lay động, trừ khi thực lực xa xa mạnh hơn hắn bằng không mà nói, hắn không tin có thể có ai biết được hắn hạ nhất côn tại vị trí nào. Lúc hắn đánh ra, một chiếc phi thuyền từ Máu Kỵ cách đó không xa sát qua. Máu Kỵ nhìn chiếc này rất nhanh liền đi xa phi thuyền, trong lòng bỗng nhiên dâng một loại xúc động. Nếu là hắn tìm tới một cái cùng loại kinh cực phong môn chỗ như vậy đi tu luyện chân thần cảnh đi ra, còn ai dám động đến hắn khiêu chiến. Không đợi Máu Kỵ dự định xong đi phương nào tu luyện, cái kia phi thuyền mới đi qua lại lần nữa bay về. Phi thuyền tại Máu Kỵ cách đó không xa dừng lại, cấm chế mở ra, trên phi thuyền xuất hiện ba người, hai nam một nữ. Hai nữ một nam, hai tên nữ tử dáng dấp cực kỳ xinh xắn, kỳ thực đều là một cái tiểu hài. Một nam một nữ nhìn như là cặp vợ chồng, nam tử anh tuấn cao lớn, nữ tử nhìn nhu hòa nhã nhặn. Theo Mạc Quốc Kỵ, một nam tử một nữ này tu vị đều vượt qua chân hồ cảnh, có một người thậm chí tiếp cận chân thần cảnh. Đại ca ca, xin hỏi một chút, người là lạc mất phương hướng sao? Không bằng cùng chúng ta đi đi, chúng ta đang muốn về tinh không điện. Tiểu nữ hài hồn nhiên thơ ngây từ trong phi thuyền bước ra, mấy bước liền tới Mạc Quốc Kỵ bên người. Mạc Quốc Kỵ không bởi vì tiểu hài này mà có lửa phần buông lỏng, không chỉ như thế trong lòng hắn càng là cảnh giác. Độc tiên tử ví dụ ngay trước mắt, mà lại độc tiên tử trước mắt cô gái này muốn còn đơn thuần ngây thơ, không đồng dạng đối với hắn bên dưới đáng sợ độc sao? Mà lại tiểu nữ hài này tu vị cũng chưa tới chân hồ cảnh, nho nhỏ cô gái nhiều nhất mười mấy tuổi liền tới chân hồ cảnh, cái này tựa hồ quá nhanh. Tạ ơn, ta chỉ là lưu luyến nơi này tinh không mà thôi, đa tạ các người cứ đi trước đi. Máu Quốc Kỵ thần niệm quét một cái đối với đôi vợ chồng nam tử, trông thấy bọn hắn nhìn xem tiểu nữ hài trong nháy mắt đầy lòng từ ái, trong lòng không khỏi cảm thấy mình có chút tố chất thần kinh. Ta đi đây. Tiểu nữ hài lộ ra dáng vẻ đáng yêu tươi cười trong nháy mắt quay người. Cơ hồ tại khi cô bé xoay người, Máu Quốc Kỵ thiên cô côn xuất thủ, thiên cô côn đánh vào cô bé này đỉnh đầu tràn ra một đám huyết vụ. Thiên cô côn oanh ra, đồng thời cái kia đôi trung niên nam tử
là một trái phải nhào về phía Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay ngược ra sau. Tại lồng ngực của hắn có một đạo huyết tiễn. Hắn bị một đoạn kiếm gãy xuyên qua ngực, chỉ thiếu một chút liền có thể xuyên qua trái tim hắn. Nhưng mà hắn mắt thường cùng thần niệm hết lần này tới lần khác nhìn không thấy thành kiếm gãy, chỉ có thể cảm giác được chuôi này kiếm gãy tồn tại, tựa hồ là dần dần tiêu lạc. Tiểu Lữ Hải bị hắn đánh chết, hắn đến bây giờ không có rõ cô bé thế nào xuất thủ. Nếu không phải hắn mới học xong Hạ Nhất Côn, hắn thậm chí không có cách nào lùi về phía sau đồng thời oanh sát Tiểu Lữ Hải. Cô bé kia ít nhất là chân hồ tầng thứ 9, thậm chí lửa bước hư thần. Tiểu Lữ Hải trước khi chết cũng không hiểu Mạc Quốc Kỵ một côn đó từ đâu đi ra, như thế nào oanh chúng làng. Làng căn bản không thấy Mạc Quốc Kỵ ra côn, một côn đó đánh nát đầu làng, lầm vào hắc ám lúc trước. Tiểu Lữ Hải không có tiếp tục suýt xoa chuyện này, làng cái kia là một đoạn huyết khí kiếm gãy, không đồng dạng đâm trúng đối phương sao? Thế giới này sự tình cũng không có gì có thể phát sinh giống như vừa rồi, đột nhiên một côn giống như là một kiếm. Mạc Quốc Kỵ lướt vào một viên đan dược ngừng lại, hắn tìm kiếm được một bộ xuyên ngực hắn là một thanh kiếm gãy, đây là huyết khí kiếm. Huyết khí kiếm thậm chí có thể nói là một loại độc, có thể cùng độc lại hoàn toàn khác biệt. Đây là môn cực kỳ ác độc, đánh nén thủ đoạn. Người tu luyện cả đời liền bị tu luyện cái môn này pháp kỹ, đồng thời đem cái môn này pháp kỹ cùng mình khí huyết dung hợp cùng nhau. Một khi thẩm thấu đến đối thủ thân thể, lập tức hóa thành một đoạn huyết khí kiếm gãy. Chuôi kiếm, kiếm gãy không phải từ ngoài vào trong, mà là từ trong ra ngoài. Mạc Quốc Kỵ đầu thứ 103 mạch lạc cấp tốc nghịch chuyển, cho dù huyết khí chi độc, hắn hóa độc lạc một dạng có thể hóa đi, bất quá chậm một chút mà thôi. Người ngay cả mời một người Lữ Hải tử cũng dám giết, người cái này không có chút nào nhân tính xúc sinh, hôm nay không giết người, vợ chồng ta thề không làm người. Lữ Tử nhá nhặn, giương một tay lên, một đóa mai hoa đinh cốt trong tinh không lỡ rộ. Nam tử kia không nói lời nào, trực tiếp tế phát bảo nhào về Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ không biết hai người này có hay không giống Độc Tiên Tử đến từ Đoạn Môn, nhưng hắn thụ thương về sau căn bản không muốn cùng hai người chiến đấu. Một cơn gió nhẹ cạnh hắn cuốn lên, sau một khắc Mạc Quốc Kỵ biến mất không thấy gì. Đây là cấp cao nhất phong độn thuật. Nam tử kinh hãi nhìn nữ tử nói. Nữ tử nhìn chăm chăm Mạc Quốc Kỵ biến mất phương hướng, chậm rãi nói, loại độn thuật này dựa vào chúng ta hai cái này căn bản không bắt được hắn. Chúng ta bây giờ phát ra tung tích của hắn tin tức là mấy trăm vạn điểm cống hiến cũng là kiếm lời. Được. Nam tử gật đầu lên tiếng về sau, đi theo hai đạo quang mang chói mắt, trực tiếp phá vỡ tinh không mênh mông. Chương 321: Vây giết Mạc Quốc Kỵ. Vẹn vẹn thời gian lửa lén hương, Mạc Quốc Kỵ liền ngừng lại. Trong thần niệm của hắn rốt cuộc không cảm giác được đôi nam tử lữ kia tung tích. Liền xem như Mạc Quốc Kỵ mình không thể không cảm thán phòng độn thuật thật quá mức cường đại. Mặc dù loại độn thuật này quá hoa hao tổn nguyên lực, bất quá Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý. Hắn chẳng những có cực lớn tử khí nguyên lực đại hồ, còn có 103 đầu mạch lạc, thậm chí chữ nguyên lạc đều có 3 đầu. Khổng lồ như vậy nguyên lực trèo trống, xem như là liên tục thi chuyển phong độn thuật, đối với hắn ảnh hưởng không quá lớn. Duy nhất để Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ là cái này ngăn lại hắn ba người không phải là Đoạn Môn. Theo lý thuyết hắn đã hủy đi trên người mình ấn ký, Đoạn Môn sẽ không tìm được hắn. Mạc Quốc Kỵ rất nhanh ý nghĩ này vứt bỏ, bất kể hay không là Đoạn Môn, hắn hiện tại nhất định phải tìm kiếm địa phương tu luyện. Phi thuyền hình tròn bị kích phát, Mạc Quốc Kỵ cũng từ tinh không phương vị cầu hắn tìm được mình vị trí phương vị. Trọn vẹn tìm một canh giờ, Mạc Quốc Kỵ không xác định được chỗ hắn ở. Tại tinh không điện, tinh không phương vị tương đối đầy đủ, đẳng cấp cao tinh không phương vị cầu thuộc về chiến lược tài nguyên, muốn mua rất khó, trừ khi một chút đấu giá hội mới có thể lấy được. Mạc Quốc Kỵ mua sắm phương vị cầu giá cả mặc dù không thấp, trong đó miêu tả tinh không phương vị chỉ có thể là bình thường. Hắn đi xa hơn một tháng tìm không thấy vị trí cụ thể cũng là bình thường. Giờ phút này, hai chiếc phi thuyền cấp tốc tới gần Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ lập tức từ bỏ lục soát phương vị cầu, mà là đem lực chú ý rơi vào hai chiếc phi thuyền. Rất nhanh, hắn phát hiện hai cái này chiếc phi thuyền hướng phía hắn tới, cùng trước đó chiếc phi thuyền kia khác biệt. Trên hai phi thuyền này đều phân biệt chỉ có một người. Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét tới hai người đều là hư thần cảnh tu vị, dứt khoát không tiếp tục đào tẩu. Hắn thật rất nghi hoặc, đến cùng là Đạn Môn phát động lực lượng đến vây giết hắn hay là Yến gia? Theo lý thuyết, Yến gia cũng không có lớn như vậy thế lực. Mới à. Về phần Đoạn Môn sẽ không giống chống khua chiêng như vậy. Lát sau đối diện một cái phi thuyền hướng hắn bên này lao tới. Nhìn cái tư thế phi thuyền muốn trực tiếp đánh tới phi thuyền của một mình bên trên, Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian
rời phi thuyền của mình. Tại hắn khó khăn lắm mới tránh đi. Đối diện xông tới phi thuyền, đồng thời đối diện phi thuyền nhảy xuống một người. Người này thậm chí trên cả phi thuyền đều không có thu lại. Đao trong tay mang liền bộ ra phía phi thuyền của hắn cấm chế. Ngay cả một câu không có, trực tiếp động thủ. Mã Quốc Kỵ trong lòng trầm xuống. Đến cùng ai có lớn như vậy thế lực trong tinh không, che kín các loại đường mà tốc độ còn nhanh như vậy. Hắn phi thuyền hình tròn, tốc độ mặc dù không tệ, nhưng cấm chế phòng ngự cũng là bình thường. Mã Quốc Kỵ về sau muốn dựa vào phi thuyền hình tròn sinh hoạt, đương nhiên không thể để đối thủ đao phong oánh chúng phi thuyền của hắn cấm chế. Cơ hồ tại đối thủ đào mang trèo tới, đồng thời Mã Quốc Kỵ liền thu hồi phi thuyền, mấy đạo lôi cầu đánh lên trên tên này cùng tu sĩ. Sao hỏa này theo Mã Quốc Kỵ cũng bất quá là hư thần tầng thứ 2 hoặc tầng 3, một cái hư thần sơ kỳ gia hỏa cũng dám không kiêng lẻ xuống tay với hắn, đơn giản không đem hắn trong mắt. Nếu không phải Mã Quốc Kỵ trong lòng còn kiêng kỵ mặt khác một chiếc phi thuyền gia hỏa, hắn sẽ gọn gàng dứt khoát bộ nhào qua. Rầm rầm, mấy cái đạo lôi cầu lộ tung, nhưng đều là bị cái này hư thần cảnh tu sĩ tránh đi. Tên kia hư thần sơ kỳ tựa hồ biết Mã Quốc Kỵ là loại khó lòng phòng bị lôi cầu. Tại Mã Quốc Kỵ oanh ra lôi cầu đồng thời, hắn bắt đầu né tránh. Mã Quốc Kỵ lập tức biết người này không phải Đoạn Môn. Đoạn Môn xem như có thể tìm được hắn cũng không có khả năng. Biết hắn lôi cầu thủ đoạn, sao hỏa này nhất định là Yến gia tới. Nếu là Yến gia thế lực khổng lồ như vậy, có thể tùy ý trong tinh không chặn đường mình, vậy hắn đối mặt với Yến gia đánh thấp. Cạch cạch, đạo mang lộ tung. Mã Quốc Kỵ tế ra một thanh trường kiếm, trực tiếp bị đối phương đạo mang đập gãy thành mấy đoạn, mà đối phương đao mang cũng là không có hoàn toàn tán ngược. Ngược lại, đổi một cái phương vị cấp tốc ngưng tụ, bổ phía chém ngang đoạn hướng Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ thân thể giống như là một mảnh nhỏ nhẹ lá cây bình thường, bị đao mang này mang theo một cái đao khí cuốn tới, khó khăn lắm mới dọc theo đao mang phần lưng thổi qua, từ xa nhìn lại thật giống như là bị đao khí thổi lên. Đối với Mã Quốc Kỵ động thủ, tên kia hư thần cảnh tu sĩ trong nháy mắt híp lại. Chỉ có hắn rõ ràng Mã Quốc Kỵ chính là thủ đoạn gì, hắn chưa hề nghĩ tới một người có thể đem phong độn thuật dùng tới cực hạn, đem một món độn thuật làm một môn trong chiến đấu pháp kỹ dùng. Giờ phút này Mã Quốc Kỵ loại này bị hắn đao mang cuốn đến động tác chính là phong độn thuật, chỉ là thủ đoạn phong độn thuật này lần đầu tiên hắn thấy mà thôi. Giờ khắc này trong lòng hắn càng tràn đầy lửa nóng, loại này phong độn thuật hắn nhất định phải cầm vào tay. Hắn biết cứ việc Mã Quốc Kỵ đem phong độn thuật dùng đến cái này cực hạn, trên thực tế đối với Mã Quốc Kỵ tới nói không phải là chuyện gì tốt. Nhìn Mã Quốc Kỵ rất nhanh nhẹ nhõm tránh thoát hắn, đạo này tất sát đao mang, nhưng tại sau này đầu về sau Mã Quốc Kỵ là mất đi tiên cơ, bị hắn đè lên đánh. Mã Quốc Kỵ có thể chém giết Yến Dương Đông, hắn vốn không có tính toán chiêu thứ nhất liền có thể xử lý Mã Quốc Kỵ. Tại Mã Quốc Kỵ thổi qua đao mang chớp mắt, tên này hư thần cảnh tù sĩ đao trong tay bỗng nhiên ngừng thực, bắt đầu hóa thành một đao hơn 10 trượng dáng dấp đao hồng. Đao hồng sát khí bao trùm một mảnh không gian. Mã Quốc Kỵ tại dạng này đối phương hồng đao phía dưới, xem như Mã Quốc Kỵ cũng không thể không rung động. Đối phương đối với đạo lý giải đã vượt qua khỏi tu sĩ bình thường quá nhiều. Tu chân giới quả nhiên là ngọa hổ tàng long, cường giả nhiều không kể xiết. Nếu hắn không có hạ nhất côn, lúc này hắn chỉ có thể lựa chọn cấp tốc rút đi. Xem như hắn có thể cùng cái này hư thần cảnh cường giả quấn quýt nhau, đối với hắn cũng không có chút gì tốt, bởi hắn giết không được đối phương. Đào hồng cuốn tới phô thiên cái địa, liền ngay cả mới chạy đến mặt kia hư thần cảnh tu sĩ đều lưu lưỡi không thôi. Loại thủ đoạn này hắn cũng mặc cảm. Đào hồng co vào bắt đầu, cũng không có đem Mã Quốc Kỵ triệt để khóa lại. Tên này hư thần cảnh tu sĩ bỗng nhiên cảm giác không đúng, một loại khí tức tử vong bao phủ lấy hắn. Điều đó không có khả năng, Mã Quốc Kỵ ngay tại hắn khống chế phía dưới. Nếu như Mã Quốc Kỵ đánh nén hắn, hắn nhất định ngay tại đầu tiên phát giác. Hiện tại hắn căn bản không có phát giác Mã Quốc Kỵ động thủ. Hết lần này tới lần khác hắn cảm thấy tử vong khí tức, rõ là biết đao mang của mình cầu vồng xuống dưới, Mã Quốc Kỵ tất nhiên sẽ bị hắn trưởng khống. Tên này hư thần cảnh tu sĩ cũng không dám cược, mệnh cũng không có, những đồ khoa vật khác dù tốt cũng không thể dùng. Vạch phá tinh không lộng lẫy đao hồng trong nháy mắt tán loạn mở. Chỉ là không có mấy cái hư thần cảnh tu sĩ đem đao hồng bảo vệ mình rút lui, một đạo nguyên lực cuồng bạo ngay sau ót hắn lộ tung. Oanh, vẹn vẹn một hơi ở giữa, hắn liền triệt để lâm vào hắc ám. Tại hắn lâm vào hắc ám trước một khắc, hắn chỉ có thể biết mình bị một cái cây trường côn oanh trúng, mà lại hắn căn bản không biết cái cây trường côn kia là từ góc độ nào cắt vào hắn chỗ.
Không gian hắn không có lửa phần biến hóa ba động, cho nên hắn mảy may không thể phát giác. Giờ phút này, đao của hắn cầu vòng vẫn không có hoàn toàn tán đi. Một bổng huyết vụ tại đao màu hồng bên trong lộ ra càng là quỷ dị mỹ lệ. Một cách khác, tên kia chạy tới, tu sĩ lập tức tạm đến. Hắn thậm chí khống chế phi thiền, lùi về phía sau mấy trượng, xa xa nhìn chằm chằm Ma Quốc Kỵ, một mặt xung động. Vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, hắn liền đưa tay bắn ra một đạo quang mang chiếu rọi đến tinh không, lóa ra vô cùng. Hắn không có lựa chọn cùng Ma Quốc Kỵ đối binh, Ma Quốc Kỵ thực lực để cho hắn sợ hãi. Dù hắn biết rõ đối phương vẹn vẹn là chân hồ cảnh, mình là hư thần cảnh, hắn cũng không dám động thủ. Ma Quốc Kỵ ngẩng đầu nhìn cái kia chói mắt quang mang, trong lòng có chút rét run. Trước đó đôi nam nữ bắn ra quang mang, cái này cũng là một màn đồng dạng. Ma Quốc Kỵ bước xải lên phi thuyền của mình. Tên này hư thần cảnh tu sĩ không động thủ, hắn cũng không định tìm đối phương động thủ. Trước đó tên hư thần cảnh bị hắn giết là Hạ Nhất Côn xuất kỳ bất ý, lần này đối phương thấy rõ, chỉ cần đối phương cẩn thận một chút, hắn muốn trong thời gian ngắn giết chết đối phương đoán chừng không có khả năng. Nếu không thể trong thời gian ngắn giết đối phương, vậy thì nhanh rời đi. Ma Quốc Kỵ phi thuyền mới phát động một lát, đã thấy chiếc phi thuyền cấp tốc từ đằng xa biểu hiện đi qua, mà lại trong đó trên phi thuyền còn trực tiếp bắn ra đưa tin quang mang, lại là cùng trước đó một màn đồng dạng đưa tin. Ma Quốc Kỵ đem phi thuyền của mình tốc độ gia tăng đến cực hạn, y nguyên có thể trông thấy phi thuyền không ngừng từ bốn phương tám hướng vọt tới, sau đó có đủ loại tin tức quang mang tiến vào tinh không. Ma Quốc Kỵ ngược lại triệt để tỉnh táo, hắn không biết ai có lớn như vậy năng lực, thế mà trong tinh không điều động trận thế lớn như vậy tùy thời với giết hắn. Nhưng đây tuyệt không phải Yến gia nếu có như vậy lực lượng, Yến gia tại tinh không điện căn bản không cần cố kỵ bất kỳ vật gì, trực tiếp bắt hắn là được. Có một chút hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn bị vây lại, hắn liền triệt để xong đời. Tinh không điện bến tàu tinh không trong đại sảnh tầng 1, một người mặc áo đen tay phải buộc một cây hồng kết nam tử im lặng không nói đứng vững. Tại trước khi hắn có vô số tu sĩ xếp hàng nhận lấy tinh không tín hiệu kiếm mang, lại từ 3 tầng tinh không môn bên trong tiến vào tinh không, trong lòng của hắn mang một mảnh lạnh buốt. Hắn không tin còn ai có thể tại các loại này kinh khủng vây giết phía dưới trốn ra ngoài. Trong thập đại điện năm điện, tinh đế sơn tam đại gia, chân mạch đại lục mấy cái đại tông môn, còn có tinh không điện đều tham dự cái này một cái hành động. Bên trong tới cái này tinh không tín hiệu kiếm mang, chính là những thế lực này liên thủ tuyên bố đi ra. Vô luận là ai, dù không thể bắt được Ma Quốc Kỵ, chỉ cần Ma Quốc Kỵ xuất hiện địa phương phát sinh tinh không tín hiệu kiếm mang, liền có lớn ban thưởng. Mà lại cái này ban thưởng sẽ căn cứ vào kiếm mang phát xạ tuần tự đến sắp xếp. Tỷ như nói đến người phát hiện Ma Quốc Kỵ, người chỉ cần ghi lại Ma Quốc Kỵ tung tích, sau đó bắn tinh không tín hiệu kiếm mang, vậy người liền tất có thu hoạch ban thưởng. Ban thưởng là căn cứ vào người phát xạ kiếm mang tuần tự, càng sớm phát xạ lấy ban thưởng càng nhiều, Ma Quốc Kỵ xem như mạnh hơn. Tại cái loại này về giết tình huống cũng tuyệt không sinh lý. Những làm đạo lữ sướng này dối trá chi đồ nhiều như vậy liên tục vây giết Ma Quốc Kỵ, lấy cớ là như thế chi nát, còn lừa gạt hạ xa 50 vạn điểm cống hiến, nhưng không biết xấu hổ, quả nhiên là sự tình gì đều có thể làm được.